Đấy. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng Tem. Các bác thân mến, hiện tại cháu Khương đang có mặt tại nhà A Báo và A Hải Cụt Chân các bác nhé. Hôm nay thì cháu Khương lên đây để là giúp A Hải làm nốt ngô cái tường rào của A Hải các bác nhé. Vì mấy hôm trước thì cháu Khương ấy lên khá là muộn nên là cái tường rào của nhà A Hải thì chưa làm xong, thì hôm nay cháu Khương sẽ cố gắng để thu xếp một ngày nữa để lên đây để làm cho Hải cái tường rào hôm trước còn làm dở đấy các bác. Và ở đây là cái nhà, ngôi nhà của A Báo, anh trai của anh A Hải các bác nhé. Hôm nay thì các bác thợ cũng đã lên đây để làm nốt cái cửa cho nhà A Hải, A Báo các bác ạ. Thì hôm nay còn bây giờ thì thợ đang lắp cái cửa chính của nhà A Báo các bác. Đó. Nhà của A Báo với là A Hải là rất là đẹp luôn. Thì ở đây thì xung quanh ở đây thì rất là đẹp. Hôm nay để làm cửa này nữa là ngôi nhà đã hoàn thiện rồi các bác nhé. Cái cửa chính ở đây thì lắp bằng cửa xếp các bác ạ. Còn những cái cánh cửa mà cửa ngoài ấy thì lắp bằng cái cửa sổ ấy, lắp bằng cửa nhôm. Đó. Ở đây cháu sẽ review lại cái ngôi nhà của A Báo cho các bác cùng xem. Đây thì nhà A Báo thì có ngăn hai phòng các bác ạ. Hai phòng ở đây thì rất là rộng. Cái cửa ở đây thì chi phí cũng khá là tốn kém vì rất là nhiều cửa, cả cửa chính với cả cửa phòng, cửa sổ nữa là cũng mất rất là nhiều các bác ạ. Còn bên trong này thì sẽ là một cái ngôi bếp của nhà A Báo. Vì nhà A Báo thì bây giờ bên cái cửa bếp, nhà bếp này thì nhà A Báo thì nhà bếp này thì sẽ không chắc nữa các bác ạ. Đó. Bây giờ thì bên xây dựng thì cũng đã xong xuôi hết rồi các bác ạ. Còn đội thợ của bên xây dựng thì bây giờ cũng đã chuyển về, dồn hết về nhà em Quân 14 tuổi để làm hoàn thiện của ngôi nhà của bé Quân rồi các bác nhé. Và bây giờ thì cháu sẽ tiếp tục đi vào nhà của A Hải. Đây sẽ là ngôi nhà tiếp theo của A Hải các bác nhé. Trước thì mới đầu lên để mà quay A Hải ấy, thì là đấy, đây sẽ tiếp tục, ở đây sẽ là ngôi nhà của A Hải. Trước là làm cho A Hải trước này, cũng nhờ của kênh Quyền Yển TV lên đây chia sẻ để hai anh em có được một ngôi nhà mới, hai anh em ở sát cạnh nhau luôn các bác ạ. Cái ngôi nhà ở đây thì view rất là đẹp các bác nhé. Và bây giờ cháu sẽ lên ngôi nhà của A Hải. A Hải coi nhà. A Hải ơi. A Hải coi nhà các bác ạ. A Hải đang ở nhà. Anh A Hải à. Em chào anh nhá. Hôm trước thì em lên giúp anh làm cái tường rào này. Thì lên khá là muộn nên là chưa làm xong. Hôm nay em sẽ giúp anh làm nốt cái tường rào cho xong anh nhé. Và cháu chào các bác. Đấy, A Hải thì các bác là nhiều bác thì mới xem thước phim của cháu ấy, thì chắc là cũng chưa nắm rõ về cái hoàn cảnh của anh A Hải như nào các bác nhé. Thì bây giờ thì cháu sẽ sơ qua lại, giới thiệu lại một chút. A Hải thì bị cụt chân các bác ạ. Được kênh của Quyền Hiền TV lên đây để chia sẻ
bấy quý các mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ được anh được ngôi nhà các bác ạ. Thì hôm nay thì A Hải cũng đã có được ngôi nhà mới như này rồi. Thì cháu Khương thì lên đây để gọi là cháu Khương thì cũng mới thôi nên là chưa giúp được A Hải nhiều. Thì hôm nay thì cháu Khương sẽ tranh thủ lên đây để giúp được A Hải một cái tường rào để ngăn những cái con vật, ví dụ như con gà, con vịt với cả chó trộm luôn các bác ạ. Nên là cũng chả giúp được nhiều. Cháu Khương thì không giúp được tài chính cho A Hải nhưng mà cháu Khương sẽ cố gắng để giúp về sức lực các bác nhé. Đây là A Hải đây. Chân của A Hải thì bị cụt này. Còn chân này bây giờ đang bị làm sao bác? Đi mổ lại đấy. Đi mổ lại à? Ồ thế. Nhưng mà bị này bây giờ có bị đau không anh? Đau chứ. Vẫn đang bị đau à? Thế đi khám thì chưa đi khám à? Đi mổ à? Đi mổ thì bác sĩ bảo thế nào anh bây giờ? 6 tháng đi khám một lần à? À và đấy, thưa các bác ạ, thì chân của A Hải thì cái chân kia thì anh ra cái chân đấy, cái chân A Hải thì cái chân kia thì bị cụt rồi, còn cái chân này thì trước thì hai cong hết đấy các bác ạ. Thì nếu mà các bác mà theo dõi cái thước phim của cháu Quyền của Quyền Hiển TV ấy, thì các bác sẽ hiểu rõ về hoàn cảnh của A Hải hơn. Nhưng mà hôm nay thì cháu lại chỉ gọi sơ qua như thế thôi. Nhưng A Hải thì trước là bị đi cày ấy các bác, bị máy cày quấn chân xong là bị cụt một chân, còn một chân này thì bị cong hết, bây giờ mới đi mổ lại và nắn lại cho nó thẳng. Nhưng mà thì hiện tại thì chân cũng đã thẳng hơn một chút rồi, nhưng mà tuy rằng thì cái vết thương của cái đội chân ấy thì vẫn còn rất là nặng các bác ạ. Đó, A Hải thì không làm được cái gì cả, chỉ là ở nhà quanh quanh để bán cái hàng tạp hóa này, nên là cho nên thì cháu Khương sẽ lên đây để làm cái tường rào này cho A Hải các bác nhé. Để bây giờ thì cháu sẽ review ngôi nhà của A Hải cho các bác cùng xem nhé. Bây giờ A Hải sẽ dẫn cháu đi vào trong ngôi nhà với cùng các bác cùng xem luôn các bác. Đấy, ngôi nhà của A Hải thì rất là đẹp. Được quý của bác anh chị đã gửi được tấm lòng vàng yêu thương đến nhà anh Hải. Bây giờ anh Hải được có một ngôi nhà khang trang rất là đẹp luôn các bác ạ. Có cả bếp, bếp đàng hoàng luôn, đầy đủ cho A Hải luôn. Thế là nên là giờ A Hải rất là may mắn được các bác hỗ trợ được cái ngôi nhà bây giờ đầy đủ tiện nghi rồi. Nhưng mà tuy rằng thì A Hải đây nhà tắm đấy à? Có cả bếp luôn nhỉ? Bếp đun luôn đó. Có cả ngôi bếp ở trong nhà luôn các bác nhé. Thì mọi cái sinh hoạt để ở trong nhà thì sẽ rất là tiện cho A Hải, vì A Hải thì đi lại rất là khó các bác ạ. Chỉ lên quanh nhà bán mấy tạp hóa để trang trải cuộc sống cho qua ngày thôi các bác. Anh ơi, sao cái cửa này lại không lắp anh? Không có chi phí. Tuy rằng thì ngôi nhà của A Hải thì rất là đẹp rồi, nhưng mà còn thiếu hai cái cửa phòng với cả cửa bếp các bác ạ. Đó. Còn cửa chính thì lắp hết rồi, vì thấy A Hải bảo là đến đây thì kinh phí cũng đã hết rồi, thì là không còn để mà làm hai cái cửa phòng với cả cửa bếp nữa các bác ạ. Phòng ngủ của A Hải này các bác. Đây là phòng của con anh ạ. Đây còn đây là phòng của anh Hải này các bác. Thế anh vợ anh đâu rồi anh? Vợ bỏ đi rồi à? Thế bây giờ anh ở nhà một mình với hai đứa con thôi à? Đúng rồi. Thế các bác ạ, thì A Hải thì vợ bỏ đi lấy chồng mới, còn để lại A Hải với đôi chân cụt chân như này thì thực sự là rất là khổ cho A Hải các bác ạ. Thì rất là thương A Hải luôn. Bây giờ chân thì bị cụt như này thì không biết là cuộc sống của A Hải sau này sẽ như thế nào. Chỉ mong là lúc nào cũng A Hải cũng mạnh khỏe để lo cho hai đứa con. Hai đứa con của anh bây giờ đi đâu rồi anh? Đi học. Đi học rồi à? Thế A Hải, con của anh, con lớn được mấy tuổi rồi anh? 10 tuổi. 10 tuổi, con thứ hai mấy tuổi anh? 8. 8 tuổi à? Đứa trai và đứa gái à? Một gái, một trai. Thế là cũng rất mừng cho anh là anh đã có hai đứa con, một trai một gái các bác ạ. Con gái, con trai lớn năm rồi.
Vâng, thế thì cũng rất may là anh đã có hai đứa con để có chỗ nương tựa. Bây giờ anh Hải chỉ có là ở nhà để bán tạp hóa được đồng nào hay đồng đấy để nuôi các con khôn lớn. Chỉ mong các con sẽ học hành thật tốt để sau này phụ giúp được A Hải thôi các bác ạ. Bây giờ A Hải thì không biết đi đâu mà kiếm tiền rồi. Đôi chân của A Hải bây giờ đã bị cụt như này thì không biết là không không đi đâu mà kiếm tiền được, chỉ ở nhà loanh quanh thôi các bác nhé. Và sau đây thì cháu sẽ đi vào công việc để làm cho Hải cho xong cái tường rào để cho A Hải được yên tâm hơn các bác nhé. Đấy thì các bác là nhà của A Páo là cũng bây giờ cũng lắp xong rồi các bác nhé, hai anh em thợ cũng đã lắp xong rồi. Cái cửa chính ấy, còn cửa sổ thì đội thợ thì anh em nghỉ một lúc xong rồi làm tiếp, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ xong các bác nhé. Quá đẹp luôn ạ. Ok không anh? Quá được, quá đẹp. Em mở đi em mở 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 xem nào. Mở đóng anh xem cái nào. Rất là trơn tru các bác ạ. Vừa kéo lên có vào rất là trơn tru luôn. Cửa bên cạnh đừng đừng để thấp, không để vuông cửa ra đấy. Này chắc bị sao bên kia chắc cũng vừa rồi đấy, sát vào đi, chân nó sát rồi, chân dưới này. Đứng hai cho chân sát lên nó lên cao đấy. Kê góc này lên một tí.
Đây lên nửa bên gạch ốp lát kìa. Đo cái này xem cái kia nó có cao hơn không. Rất thoải mái nhỉ. Chỉ cần nở đang tập xong thì được là ok rồi. Kia một bên ở góc không đến 12 triệu. Đây các bác ạ, cháu đã thiết kế xong cái cửa cho A Hải rồi nhé. Cửa bây giờ thì A Hải sẽ không phải vất vả để quấn đi quấn lại nữa. Khi mà làm xong cái cửa này thì A Hải thì rất dễ là rất dễ đóng cửa. Đây thì khi mà A Hải bị đấy, cái cửa như này thì thêm một cái khóa nữa là ok rồi các bác. Còn bây giờ đang chờ sắt để hàn nốt mấy cái thanh đằng trên này để cho khỏi đúng dưới thì là xong rồi các bác nhé. Còn thiếu bây giờ đang chờ áp báo để lấy sắt lên để cháu Khương hàn nốt cái mấy thanh này để chạy cho giữ cho cái tường rào thì cho chắc chắn hơn đấy. Thưa các bác, là Khương đã hàn xong tường rào cho A Hải rồi các bác nhé. Khi mà hàn xong cái thanh này cho A Hải rồi thì cái tường rào này nó sẽ chắc hẳn luôn các bác ạ. Nó không đưa nữa. Và cái cửa thì cháu cũng đã thiết kế cho A Hải cái cửa này rồi. Bây giờ A Hải không phải vất vả về đóng cửa nữa. Cửa rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Toàn cho A Hải thì đỡ phải mất đồ các bác ạ. Đấy, đồ thì A Hải bán là cũng khá là nhiều. Cái kẹo các kiểu các bác. Và đây thì ngôi nhà của A Hải. A Hải ở bên trong là thưa các bác, là nếu mà cháu cũng rất là mong nếu mà được sự trợ duyên của các bác cũng mong là sẽ có được hai cái cửa để cho A Hải để lắp nốt cho A Hải hai cửa này để trong để có phòng ngủ tách âm dễ hơn các bác, vì ở đây là cái mặt
mặt đường chính ấy, thì xe cộ cũng đi lại rất là nhiều. Mong nếu mà được sự chủ trương của các bác thì cháu sẽ cố gắng lắp cho hàng hai cửa này nữa các bác. Bây giờ thì cửa thì cũng đã cửa ngoài thì lắp hết rồi, còn ba cái cửa, hai cửa phòng ngủ với lại cửa của phòng cửa vào trong khu bếp này các bác ạ. Thì là hiện tại là có ba cái cửa chưa lắp. Từ trước đến giờ thì Quyền đã kêu gọi được cho A Hải và báo được hai cái căn nhà rồi, thì kinh phí cũng đã hết rồi. Thì bây giờ nếu mà được chủ trương của các bác thì cháu sẽ cố gắng giúp cho A Hải ba cái cửa đấy nữa các bác. Thôi đến lúc phim của cháu đến đây cũng khá là dài rồi, mong quý cô bác anh chị xem được cái video này thì rất mong sẽ được sự ủng hộ của các bác. Mong các bác sẽ chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cháu để cháu có những cái thước phim đến cho nhiều người xem hơn các bác nhé. Và sau đây thì cháu xin phép là khép video tại đây. Mong quý cô bác anh chị luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng tem các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị trong video tiếp theo. Xin chào.